Giá cà phê hôm nay mùng 1 tháng 11, nguy cơ suy giảm khi so cao nhất 10 năm qua, Việt Nam cần đẩy nhanh vụ thu hoạch. Giá cà phê hôm nay mùng 1 tháng 11 trong khoảng 40.700 đến 41.600 đồng mỗi kg. Sàn London vẫn duy trì cấu trúc giá nghịch đảo, thể hiện nhu cầu về hàng giao ngay của thị trường tăng cao. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.700 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư M'gar Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.500 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.500 đồng mỗi kg tại Giang Nghĩa và 41.400 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng mỗi kg, chư prong ở Pleiku và Lager dài cùng giá 41.400 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 41.500 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đi ngang so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11 năm 2021 tăng 46 USD mỗi tấn ở mức 2.276 USD mỗi tấn giao tháng 1 năm 2022 tăng 37 USD mỗi tấn ở mức 2.214 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2021 tăng 4 CLB ở mức 203,95 CLB, giao tháng 3 năm 2022 tăng 3,95 CLB ở mức 206,65 CLB. Tính chung tuần qua, thị trường London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 1 năm 2022 tăng tất cả 73 USD, 3,41%, lên 2.214 USD mỗi tấn và kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022 tăng tất cả 63 USD, 3%, lên 2.160 USD mỗi tấn, các mức tăng mạnh. cấu trúc giá đảo nới rộng khoảng cách thể hiện giới đầu cơ lo ngại nguồn cung trong ngắn hạn tiếp tục bị đe dọa, trong bối cảnh hàng cà phê vụ mới của Việt Nam chưa thể đưa ra thị trường. Giá cà phê robusta London lên đứng ở mức cao nhất 10 năm qua. Tương tự, thị trường New York cũng có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao ngay tháng 12 năm 2022 tăng tất cả 4,1 sen, 2,05%, lên 203,95 sen LB và kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022 tăng tất cả 4,05 sen, 1,84%, lên 206,65 sen LB, các mức tăng khá mạnh. Theo dự báo thị trường hàng hóa thế giới nói chung và các thị trường cà phê nói riêng sẽ có biến động mạnh trước khả năng phép thu hẹp các chương trình kích thích kinh tế và nâng lãi suất cơ bản USD nhằm ngăn chặn đà lạm phát vượt mức tại phiên họp chính sách cuối cùng trong năm nay. Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, kinh nghiệm cho thấy mỗi khi phép tăng lãi suất là giá các loại hàng hóa phái sinh chịu trận, trong khi cà phê là mặt hàng nhạy cảm với yếu tố tiền tệ cho nên bị ảnh hưởng nhiều nhất. Vị chuyên gia nhận định, hàng vụ mới của Việt Nam cần nhanh chóng đưa ra thị trường tranh thủ mức giá tốt như hiện nay. Bởi nếu để muộn hơn, khi phép tăng lãi suất đồng thời với sản lượng của Brazil năm sau được mùa sẽ đẩy giá cà phê xuống sâu. Thị trường Việt Nam đã nới lỏng giãn cách xã hội, hứa hẹn các thương nhân xuất khẩu sẽ đẩy mạnh việc giao hàng lên tàu để bù đắp cho sự đình trệ trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, một thương nhân lớn có vốn FDI cho biết, lô hàng xuất khẩu đầu tiên của họ sau giãn cách chỉ được lên tàu rời cảng sớm nhất vào cuối tháng 11, trong khi tại cảng vẫn còn ứ động hàng triệu bao cà phê khác cần giao cho khách. Giá tiêu hôm nay mùng 1 tháng 11, giá hồ tiêu có thể trở về thời hoàng kim 300.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay mùng 1 tháng 11 trong khoảng 86.500 đến 89.500 đồng mỗi kg. Những yếu tố kích thích giá tăng như tháng 10 năm 2021 vẫn còn ảnh hưởng trong tháng 11 năm 2021. Trong đó chủ lực vẫn là nhu cầu dịp cuối năm và thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, giá chi phí vận tải chưa thể hạ nhiệt. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 87.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh gia lai, giá tiêu hôm nay ở mức 86.500 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai Giá tiêu hôm nay ở mức 86.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 89.500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 88.500 đồng mỗi kg. Sáng nay giá tiêu trong nước đi ngang so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Thị trường trong nước những ngày cuối tháng 10 năm 2021 đã trùng xuống. Tổng kết tuần trước, giá tiêu tăng 500 đồng mỗi kg ở Gia Lai, Đồng Nai tăng 1.000 đồng mỗi kg tại các địa phương khác, tăng 1.500 đồng mỗi kg tại Bà Rịa, Vũng Tàu. So với ngày đầu tháng, mùng 1 tháng 10, giá tiêu trong nước tăng trung bình 8.000 đồng mỗi kg. Nhận định về thị trường tháng 11 năm 2021, các chuyên gia cho biết đà tăng vẫn còn bền vững, nhưng yếu tố kích thích giá tăng như tháng 10 năm 2021 vẫn còn ảnh hưởng trong tháng 11 năm 2021 trong đó chủ lực vẫn là nhu cầu dịp cuối năm và thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, giá chi phí vận tải chưa thể hạ nhiệt. Trả lời phóng viên tạp chí Hải quan gần đây, ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ Tiêu Chư C, Gia Lai phân tích, thị trường hồ tiêu đã trải qua nhiều chu kỳ lên xuống giá. Chu kỳ gần nhất từ năm 2001 đến năm 2006 là chu kỳ giá xuống, giá hồ tiêu chạm đáy vào năm 2006. Sau đó, giá bắt đầu đi lên cho đến năm 2015, giá đạt đỉnh trên 200.000 đồng mỗi kg. Từ năm 2016, giá lại bắt đầu đi xuống cho đến mức chạm đáy khoảng 34.000 đồng mỗi kg vào đầu tháng 4 năm 2020. Có thể xác định, năm 2020 là năm giá chạm đáy và hiện nay bắt đầu một chu kỳ lên giá mới. Trong vài ba tháng tới và các năm tiếp theo, giá cả sẽ tốt dần lên, khả năng đến cuối năm nay giá sẽ đạt từ 90.000 đến 100.000 đồng mỗi kg. Dự báo, giá hồ tiêu có thể đạt đỉnh như chu kỳ trước trong khoảng 8 đến 10 năm tới, mức giá dự kiến có thể lên tới 250.000 đến 300.000 đồng mỗi kg, ông Hoàng Phước Bình nhấn mạnh. Mặc dù giá cả hồ tiêu đã tăng lên, người trồng tiêu không còn bị lỗ và khả năng sẽ có giá tốt hơn trong tương lai, nhưng theo ông Hoàng Phước Bình, ngành hàng vàng đen này vẫn đối mặt khó khăn thách thức nhất định, điển hình như giá cước tàu vận chuyển đi các nước Trung Đông, châu Âu, Mỹ tăng lên quá cao gấp 6 đến 10 lần so với trước đây. Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu đầu vào, tái sản xuất tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận. Những yếu tố trên dẫn đến việc, tuy giá tiêu tăng cao trở lại nhưng người dân còn rất rẻ chừng trước việc phát triển lại cây tiêu. Mặt khác, thời điểm giá tăng cao, người dân cũng không có bán vì không đúng vụ chính. Những người có bán cũng đã tích trữ nhiều năm. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dự báo, giá hồ tiêu thế giới tiếp tục tăng trong thời gian tới và xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam cũng sẽ khả quan hơn. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã bắt đầu thu mua trở lại để chuẩn bị nguồn hàng cho xuất khẩu. Trong khi đó, giá hồ tiêu nội địa cũng tăng mạnh do dịch COVID-19 trong nước cơ bản đã được kiểm soát. Bên cạnh đó, lượng hàng trong dân gần như đã hết. Nếu đạt tăng giá tiếp tục diễn ra, khi đạt mốc 90.000 đến 95.000 đồng mỗi kg, có thể lượng hàng tồn từ 2 đến 3 năm trước sẽ được bán ra thị trường.